Đó. Và tôi quay cái mặt sau của camera. Bây giờ tôi sẽ đi quay một vòng cho các bạn xem cái khu vực trong trang trại của gia đình nhà bác sĩ Hùng nhá. Đây, cây rất là nhiều các bạn. Cây tùm luôn. Rất là mát. Đây, rau rất là nhiều. Tí nữa về tôi sẽ hái một ít rau để toàn rau rừng đấy các bạn nhá. Toàn rau rừng. Để cho các bạn đây bưởi à. Đấy, các bạn nhìn này, quả này. Đấy. Quả. Bây giờ thì bưởi đang chưa được vào vụ nên là cái quả nó còn nhỏ. Bưởi khá là ngon các bạn. Đấy, đây là cái khu vực trang trại của gia đình bác sĩ Huy Vũ Văn Hùng. Đó, tôi đang đi ra cái khu vực này thì nó rộng khoảng độ 1 ha. Đấy, 1 ha. Đây là có các cái ao cá, như ao này thì đợt này nước nó cũng đang cạn. Nước cũng đang cạn. Ở đây là một cái khu vực ao mà nước được lưu thông. Đây là một cái khu vực ao. Đấy, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Đấy, nếu mà các bạn mà sau này đến tuổi như bác sĩ Hùng, hoặc là có anh chị nào mà hơn tuổi bác sĩ Hùng thì anh chị hãy nên sở hữu một cái khu vực vườn sinh thái như này. Đây là cái ao. Đấy, hôm nào có điều kiện thì mời các bạn về đây câu cá nhá. Trên này là chú em rể chúng đã thả một số các cái loại cá xuống đây rồi. Hôm nào các bạn có điều kiện về thăm về Chí Linh, sau đó Hải Dương thăm bác sĩ Hùng thì tôi sẽ dẫn các bạn vào khu vực trang trại để chúng ta câu cá uống rượu các bạn nhá. Lại bưởi là đó, các bạn thấy không? Đó. Đó. Và khi mà đi đầu tư bất động sản thì tôi cũng rất là thích đầu tư các cái khu vực đất vùng ven như thế này. Các bạn thấy này, cây này rất là nhiều luôn. Đó, khu vực này mà buổi trưa nắng như mấy hôm vừa rồi mà chúng ta mang võng ở đây chúng ta bắt để làm huyết sáo thì quá tuyệt vời đúng không các bạn? Đó, bất động sản vùng ven quá đẹp luôn các bạn ạ. Đất ở đây thì nó cũng không quá rẻ nhưng nó không quá đắt đâu các bạn ạ. Không quá rẻ, nó chỉ tầm đôi 3 tỷ 1 ha thôi, nó không quá đắt đâu. 2-3 triệu mét vuông rẻ không? Đúng không các bạn? Đó. Nếu anh chị nào mà đầu tư bất động sản thì hãy chọn những cái khu vực như thế này để chúng ta đầu tư. Thì sau này cái tốc độ tăng trưởng của nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Đấy, tránh tình trạng mà một số anh chị mà cứ đi đầu tư ở những cái khu vực nó đẹp không thể đẹp hơn được nữa thì sẽ rất là khó để chúng ta có thể tăng giá được x2, x3, x5, x10 lên, đúng không? Rất là lâu. Đấy là cách đầu tư thông minh mà tôi đã âm thầm đầu tư trong suốt gần 10 năm qua thì cho những cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Hãy tập trung vào khu vực đất vùng ven các bạn nhá. Đấy, đây là cái cây cây này là cây cây vú sữa này các bạn này, cây vú sữa này. Đó, cây vú sữa nhiều lắm, rất là nhiều, rất nhiều cây các bạn. Đấy, cực kỳ nhiều cây luôn. Và ở trong rừng này thì chủ yếu cây hoa này các bạn này. Đó, rất nhiều. Tôi sẽ dẫn các bạn đi thăm một vòng cái khu vực trang trại, dẫn các bạn đi thăm một vòng khu vực trang trại của gia đình nhà bác sĩ Huy Vũ Văn Hùng. Đấy, đây là một cái khu vườn rau cải, rau lá ngải kìa, rau lá ngải. Nếu mà các bạn ăn nấu gà hay là những ai bị đau đầu, lá ngải lá ngải rừng các bạn nha. Tí nữa tôi sẽ hái một nắm về để chiều nay ăn lẩu gà. Cho nên ăn đầu gà. Đấy, các bạn thấy không? Câu. Đây là cái chuồng nuôi chim với nuôi rúi, nhưng mà hiện tại không biết rồi, chết hết rồi sợ. Chết hết rồi. Đây, mai vàng yên tử đây, mai vàng yên tử đây các bạn nhá. Ai mua mai vàng yên tử đây, có hai cây cô em gái cô chồng nha. Đó. Hai cây rất là đẹp, nếu mà các bạn nào mà hai cây rất là đẹp, nếu mà bạn nào mà mua mai vàng yên tử thì hãy liên hệ bác sĩ Hùng nha.
giá rẻ bất ngờ vừa bán vừa cho. Đây hoa hồng nha, hoa hồng. Xà đu, xà tập thể dục, xà tập thể dục buổi sáng và buổi chiều. Đấy, đây là gọi là ghế đá đúng không? Ghế đá buổi tối nhâm nhi trà đạo. Đó. Phong Nam nhá, Phong Nam. Ai thích chơi Phong Nam? Nhưng mà đợt này là nó, tôi thấy nó bị giạc vợi mất rồi. Chắc có lẽ nó không chăm được. Bạn thấy không? Còn cây này tôi không biết là cây gì. Kìa kia có cây me rất là đẹp. Cây me, gốc me rất là to. Rồi, xe đạp của ông cháu này, phá hỏng hết rồi. Rồi giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi ra thăm cái khu vực trại chăn nuôi gà. Đó. Đây là cái vườn, khu vực vườn đằng trước rất là rộng các bạn ạ. Nếu như mà anh em nào mà có điều kiện thì hãy sở hữu cho mình một cái khu đất trang trại rộng, để khi mà chúng ta đến tuổi về hưu, nghỉ hưu thì chúng ta sẽ về để chúng ta hưởng thụ với cuộc sống. Đây thì đây là một cái chuồng gà. Ngày xưa thì năm 2013-14 thì xây cái trại này ở trong trong cái khu vườn này thì nó có 3 cái trại gà, mỗi trại nuôi được 2.000 các bạn nhé. Rộng mỗi một cái khu này là rộng 150 m2. Thì cũng cái trại gà này thì cũng nghỉ khá là lâu rồi. Thì từ tháng 11 năm ngoái thì khi mà cái giá thức ăn chăn nuôi nó tăng quá cao thì gia đình bác sĩ Hùng cũng không vào nữa, không vào gà nữa. Và không vào gà nữa, và để từ tháng 11 năm ngoái đến bây giờ. Đây là một cái khu trang trại cũng xây lập pro xi măng, và xây bằng dùng sắt, chủ yếu là sắt. Và đây cũng từ tháng 11 năm ngoái đến nay không sử dụng đến, nên là một số các cái trang thiết bị nó cũng bắt đầu có hiện tượng bị han gì rồi các bác này. Khi mà không dùng nữa thì ta xử lý bằng cách là dọn sạch các cái chất hữu cơ, và chúng ta rắc vôi bột, quét nước vôi bột. Và đây là cái nền nó có hiện tượng sụt lún rồi, nhưng tuy nhiên không sao, vì ngày xưa cái nền này ấy, thì là dùng đá mạt và xi măng đổ nên là cũng khá là chắc. Nhưng một số cái tôi đi rất là nhiều các trang trại, một số anh chị sử dụng chỉ xi với cát không, mà anh chị tráng một lớp lên trên mặt, nên là chỉ một vài lần là nó sẽ có hiện tượng nó bong chóc lên, và nó lẫn với lại cả đất, là đất ở bên dưới. Các anh chị khi mà không đầm chắc chắn thì đây là tôi thuê, ngày xưa là thuê cả máy đầm về đầm, sau đó là giải một lần bê tông này các bạn này. Đấy, vườn đằng trước này các bạn này, vườn đằng trước, đấy, vườn đằng trước, đấy, vườn đằng trước các bạn thấy không? Vườn đằng trước khá là, các bạn nào có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt nhé, các bạn cứ đặt câu hỏi này cho bác sĩ Hùng sẽ trả lời, chia sẻ cùng với các bạn. Thì cái quy trình chăn nuôi cái con gà thả đồi này thì nói chung là nó cũng gồm khá nhiều cái quy trình, từ quy trình giống cho đến quy trình thuốc vaccine, cho đến quy trình cho ăn, thế rồi điện đóm. Rồi thì cái chiều rộng của một cái chuồng chăn nuôi gà thả vườn thì thường thường khoảng 150 m2, thì nếu như chúng ta nuôi độc chống không thì chúng ta sẽ nuôi cho khoảng 1.000 gà. Đấy, còn lại nếu mà nuôi cả cái con gà mái thì chúng ta có thể nuôi được 2.000 gà. Và sau đó là thường thường là cái khu vực Chí Minh, Sao Đỏ, Hải Dương ấy, thì là bà con người ta sẽ chăn cái con gà sô chống mái lẫn lộn, thì đến khoảng độ 2 tháng 5 ngày, 2 tháng 15 ngày thì người ta sẽ bán hết cái con gà mái đi, thì còn lại là nó sẽ rộng chuồng hơn, và người ta sẽ nuôi cái con gà trống đến khoảng độ 3 tháng 10 ngày, 3 tháng 15, thậm chí 3 tháng 20 ngày, nó tùy vào cái tình hình giá cả vào thị trường từng giai đoạn một, thì người ta sẽ xuất bán nốt cái loạt gà trống.
Đấy, thì xuất bán nốt cái gà lạt gà trống thì khi mà bán hết mái rồi thì cái chuồng cũng khá là rộng, thì lúc đó còn độc gà trống không thì khoảng 150 mét vuông chúng ta sẽ nuôi cho khoảng độ 2.000 gà, 2.000 gà sô, còn nếu trống thì chúng ta nuôi trong khoảng 1.000 gà thôi, bởi vì mùa lắng thì các bạn không nên, các bác không nên 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 chăn quá chặt các bác nhé, chăn quá chặt. Đây là cái trại gà mà hôm chắc là sang tháng thì cô em gái cô sẽ vào tiếp cái trại này, chắc là vào khoảng 2.000 gà và vào tiếp cái chuồng này khoảng 2.000 đấy. Thì các bạn lưu ý là nếu như mà gia đình mà có điều kiện đất rộng thì các bạn cố gắng là làm cái chuồng cho nó rộng ra một chút nhé, đó. Làm chuồng rộng ra một chút đó. Rồi tiếp tục sang cái trại có gà đây, đu đủ đây các bạn này, đu đủ đó. Đấy các bạn thấy là rất là rộng, rất là mát, cực kỳ thoáng mát, các bạn thấy không? Rất là thoáng mát. Đi tít về đằng kia các bạn, đi tít về đằng kia. Nhưng mà thôi, tôi đứng đây tôi quay cho các bạn chút để các bạn thấy được cái cảnh nó quá là đẹp, mát mẻ, yên tĩnh các bạn. Đấy. Đấy, những cái đất vùng ven như thế này thì các bạn nên sở hữu. Đất vùng ven như này thì các bạn nên sở hữu cho mình một vài ha đất để các bạn có cái cơ hội về già bạn nghỉ dưỡng đó. Tuyệt vời luôn các bạn, rất là tuyệt vời. Đây, xin chào bác sĩ Thu Y Vũ Phương Đông, xin chào Mr. Mạnh Media công ty. Đấy, các bạn thấy không, không khí rất là trong lành, tuy rằng thời tiết nắng nóng nhưng mà vào đây là nó sẽ rất là mát mẻ. Cái trại của gia đình bác sĩ Hùng thì nghỉ từ tháng 11 năm ngoái nên là cây cỏ nó cũng mọc hết lên rồi các bạn. Nhưng mà mấy nữa cái đàn gà này nó to lên thì chỉ thả ra độ khoảng chục hôm nửa tháng là nó sẽ phá hết. Đấy, các bạn thấy không, đây là 1.600 con gà được 10 ngày tuổi, 12 ngày tuổi. Tí nữa tôi sẽ quay cho các bạn xem 1.600 con đã làm được đâu 2-3 lần vaccine rồi đấy. Tí nữa tôi sẽ quay kỹ. Đây các bạn thấy nè, cỏ cây tốt rất tốt đấy. Chị Đinh Sao Đỏ đang vào vụ vải, bạn nào thích ăn vải thì liên hệ bác sĩ Hùng để ship cho mấy cân nhá. Vải rẻ lắm các bạn, đang 4.000 một cân tại vườn. À, rất là rẻ, có 4.000 một cân rồi các bạn. Thật ra cái người nông dân tôi vẫn nói vui là cái người gọi bần cùng nhất trong xã hội, nghèo khó nhất. Tôi nói các bạn là làm ra được quả vải rất là khổ, từ làm cỏ bón phân cho đến phun thuốc sâu, khổ nhất là phun thuốc sâu các bạn, bởi vì có nhiều những cái cây vải thuốc sâu nó rất là to. Đây, còn trại của gia đình bác sĩ Hùng thì là không làm vải, chỉ để chăn nuôi thôi nên là không làm vải, nên là cũng vải nó cũng không có quả. Bởi vì nếu mà làm thì phải thuốc sâu rồi phân bón các thứ, nhưng mà bởi vì tôi cũng thấy là vải nó rẻ quá, tôi bảo cô em gái thôi không làm nữa. Thì làm cái hiệu suất lao động không cao làm gì. Đấy các bạn thấy không? Vải năm nay rẻ lắm các bạn ạ. Tôi hôm qua một số anh chị khách hàng của bác sĩ Hùng thuê 300.000 tiền công một ngày bẻ vải. Sau đó là chở ra ngoài kia cân thì họ lại không cân cho. Họ bảo là đang còn 4 container vải đang chờ cửa nhà máy mà họ không cân cho. Rất là rẻ. Đấy, vải, những cái vùng vải đẹp như Lục Ngạn, Bắc Giang hay Thanh Hà nó cũng rất là khá là rẻ. Đâu có chỉ không đâu có trên dưới 10.000 cân thôi, còn vải ở Chí Linh thì nó không được đẹp lắm, thì là hôm qua là chiều hôm qua là cân 4.000 nhưng mà người ta cũng không cân cho các bạn. Đấy, nó rất là rẻ, tội quá, tội cho người chăn nuôi. Đấy. Một người một ngày đẻ cật lực thì cũng được khoảng một tạ vải là được 400.000 đúng không? 400.000 mà thuê hết 300.000 tiền công với lại tiền thuốc sâu, thuốc si các thứ mất khoảng 100.000 nữa, thì nói thật với các bạn là không còn cái gì cả.
Đấy, rất là khổ mà lắng lôi như thế này các bạn, bảo là có những hôm như hôm xưa thời tiết 39-40 độ C mà leo lên cây vải để bẻ vải thì tôi nói với các bạn là không thể chịu được, đúng không? Tôi ngồi trong nhà điều hòa mát lạnh đi mà tôi còn thấy vất vả nữa, mà thấy khó chịu nữa, là mọi người mà cứ trèo bẻ vải như thế này thì tôi thấy là đúng người nông dân khổ quá các bạn, à, quá khổ luôn. Đấy, nên là cũng mong là Đảng và Chính phủ có những cái chính sách giúp cho người chăn nuôi cũng như người nông dân có được cuộc sống nó ấm no hạnh phúc hơn. Nhưng cứ như thế này thì tôi nói bạn, với cái tình trạng mà giá xăng dầu nó tăng phi mã như giai đoạn hiện tại thì cái vấn đề về trượt giá rất là lớn, nên là cái người làm công ăn lương, người lao động, người nông dân rất là vất vả. Với chúng tôi thì những người làm kinh doanh thì nó cũng khó khăn, nhưng mà tuy nhiên rằng để so với những cái giai tầng khác trong xã hội thì nói thật với các bạn nó còn xứng chán. Thế nên là tôi luôn luôn định hướng cho các bạn sinh viên mới ra trường thì các bạn nên đi theo cái con đường kinh doanh. Thì các cụ ta nói rồi là phi thương bất phú mà, phi thương bất phú, nên là các bạn hãy đi theo cái con đường kinh doanh để sau này cái cuộc sống nó được tự do về mặt thời gian, tự do về mặt tài chính. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái đàn gà mà cô em gái cối vào được, tôi không nhầm, 1600 con. Đây cám đây các bạn này, đang dùng cám bột của công ty nào đây. Đang dùng cám 1 TTG1 Thiên Tân các bạn nhé. Cám Thiên Tân này thì là tôi thấy cái giá cám này nó cũng ra khá là hợp lý này các bạn này. Từ 1 đến 14 ngày tuổi của Thiên Tân này thì sản xuất công ty hàng thương mại Hà Lan, khu công nghiệp Phố Lối, Mỹ Hào, Hưng Yên. Cái cám Thiên Tân này giá cũng khá là hợp lý đấy các bạn. Các bạn có thể dùng cái này để các bạn chăn nuôi, với những ai mà chăn nuôi gà thả vườn thì các bạn có thể chăn cái cám Thiên Tân. Độ ẩm 14%, đạm 21. Cám bột nha, đạm 21. Đó, thì với tình trạng mà thức ăn chăn nuôi nó liên tục nó tăng giá như giai đoạn hiện nay thì các bạn hãy, tất nhiên nó không có đúng, không có sai, các bạn hãy lựa chọn những cái sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế. Đấy, xin phép mà tôi ngồi đợi tí để tôi tâm sự với bạn một chút về cái thức ăn chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi thì hiện tại thì nó đang tăng giá, và tôi thấy một số công ty thì cuối tháng này, hôm nay là 23 rồi đúng không? Hôm nay là 23 tháng 6 rồi thì tôi thấy một số công ty là cuối tháng này lại thông báo tăng giá tiếp một lần nữa. Đấy, trong tăng giá tiếp một lần nữa. Đấy, thì là đã khó khăn, trồng chất khó khăn. Cũng may là cái giá cả của cái gà với giá của heo đợt này nó cũng giữ ổn định giá được một chút. Đấy, chứ không bà con chăn nuôi cũng khá là khó khăn các bạn. Và đấy, với cái tình trạng mà xăng dầu nó tăng như hiện nay thì cái vấn đề vận chuyển rất là cao, giá cước vận chuyển khá là cao. Công ty thuốc thú y của bác sĩ Hùng thì cũng liên tục các đối tác báo tăng giá sản phẩm. Đấy, nhưng mà thật ra thì họ tăng giá được, nhưng mà mình không phải lúc nào mình tăng giá được các bạn ạ. Cũng phải làm sao giữ được cái mức bình ổn giá để cho cái người tiêu dùng, hệ thống các đại lý cũng như hệ thống các cái trang trại đang sử dụng sản phẩm của công ty TST làm sao để nó ổn định được cái giá, chứ nay báo tăng mai báo tăng cũng rất là khó. Đó, thì đây là một cái đàn gà 1600 con đang sử dụng cám Thiên Tân. Thì thông thường thì trung bình 1000 gà thì ngày xưa thì khi mà bác sĩ Hùng cũng đã ăn ngủ với con gà tầm khoảng 17 năm nay rồi, thì ngày xưa thì tôi thấy là cái khi mà cái trong cám nó chưa cấm một số các cái kháng sinh hoặc một số các cái phụ gia ấy,
thì tôi thấy cái gà ăn nó chỉ có 153, 173, 1.000 gà thôi. Nhưng mà bây giờ nói thật các bạn, nếu như 1.000 gà mà để cả trống lẫn mái thì nó phải ăn trên 300 bao các bạn ạ.